Nhân sinh sống trên đời, có 10 điều này là không thể chờ đợi. Thưa quý vị và các bạn, ngạn ngữ có câu, ngàn vàng khó mua được điều biết trước. Khi chúng ta nhìn lại các sự tình trong quá khứ, không ít người cảm khái. Nếu lúc trước thế này, thế kia, thì sự tình đã không như vậy. Sớm biết trước thì đã như thế, như thế. Có bao giờ trong cuộc sống bạn tự hỏi mình những câu như vậy không? Chắc hẳn là có. Đời người có rất nhiều việc bỏ lỡ, không kịp vãn hồi. Những tình cảm không kịp nói nên lời. Những người thân, bạn bè lâu nay không liên lạc. Thậm chí là việc chăm sóc sức khỏe của chính mình, vân vân. Rất nhiều người đều vô tình lãng quên. Ai đó nói rằng, chờ đợi là hạnh phúc. Tuy nhiên, chờ gì thì chờ, chứ 10 điều sau đây trong cuộc sống bạn không thể chờ đợi được. Bởi quá khứ đã qua một đi không trở lại. Nếu cứ chờ đợi sẽ ân hận và nuối tiếc không nguôi. Điều thứ nhất, đừng đợi đến khi lâm chung mới nhận ra phải yêu cuộc đời. Yêu đời cũng chính là yêu mình. Một người phải biết trân quý sinh mệnh của chính mình thì mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Một người ngay cả chính bản thân mình cũng muốn ruồng bỏ, hỏi người ấy sẽ sống bất hạnh ra sao. Đời người giống như một con sông dài, khi thì gió yên bể lặng, khi lại ồn ào dậy sóng. Nhưng đó chính là một phần trong dòng chảy lớn, tuy sóng gió nhưng hòa hợp. Vì vậy, khi gặp khó khăn trắc trở như thế nào trong cuộc sống, hãy mỉm cười bước qua, ngã rồi vựng dậy đứng lên, tiếp tục đi tiếp con đường phía trước. Bạn sẽ thấy một khoảng trời rộng lớn mở ra trước mắt và sẽ cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn đẹp sao. Thứ hai, đừng đợi đến khi ốm bệnh rồi mới ý thức được sức khỏe quan trọng. Sức khỏe là điều vô giá trong cuộc đời mà chúng ta dù có nhiều tiền cách mấy cũng khó có thể mua hay lấy lại được. Thường thì khi còn trẻ, người ta bán sức khỏe và thời gian để lấy tiền tài, danh vọng. Để rồi khi về già người ta lại đổi tiền bạc để tìm lại sức khỏe. Đến khi cuối đời, người ta có cả tiền và thời gian nhưng lại không còn sức khỏe. Thứ ba, đừng đợi đến khi chia xa rồi mới hối hận không quý trọng tình cảm. Con người ta khi sống gần cạnh nhau thì không biết quý trọng nhau. Tranh tranh đấu đấu làm tổn thương nhau, khiến thân tâm mỗi người thật mệt mỏi. Chỉ đến lúc chia xa, người ta mới cảm thấy tiếc nuối và giật mình nhận ra rằng lâu nay mình đã không biết quý trọng tình cảm. Nhưng có thể đã muộn rồi. Có câu rằng, hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Thứ tư, đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhớ đến bạn bè. Nhà văn Mỹ nổi tiếng Emerson từng nói rằng bạn bè là gia vị của cuộc sống, cũng là thuốc giảm đau của cuộc sống. Đời người chỉ cần một người bạn tốt. Mỗi khi cô độc, khi vấp ngã, sụp đổ, bạn bè chính là chỗ dựa tinh thần và là thính giả trung thành nhất. Họ sẽ ở bên cạnh bạn những lúc bạn cần. Tình bạn vốn là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng được trân trọng. Một người có thể có rất nhiều bạn, tuy nhiên không phải ai cũng có một người bạn thân hay một tình bạn chân thành tri kỷ. Vì vậy, hãy biết trân quý tình bạn. Pam Brown từng nói, tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi. Nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô. Thứ năm, đừng đợi đến khi người khác chỉ ra thì mới biết bản thân mình đã sai. Nhân vô thập toàn, đời người ai chẳng đã từng làm những việc sai trái. Tuy nhiên, biết nhận sai và sửa sai không có mấy người làm được. Thật ra, dũng cảm kiềm điểm và thừa nhận khuyết điểm của bản thân hoàn toàn không có ai cười nhạo bạn cả. Mà ngược lại, bạn sẽ được người khác tôn trọng và yêu quý nhiều hơn. Thứ sáu, đừng đợi đến khi có người khen ngợi thì mới tin tưởng chính mình. Mỗi cá nhân đều có ưu điểm và sở trường riêng. Nếu bạn không tin vào khả năng của mình thì bạn sẽ thất bại. Tự tin là chìa khóa của thành công. Nếu bạn nghe một tiếng nói từ bên trong bảo rằng bạn không thể làm, thì hãy cố gắng làm bằng bất cứ giá nào và tiếng nói đó sẽ im lặng. Đừng đợi đến khi người khác khen ngợi thì bạn mới tin rằng bản thân thật sự làm được, vì thời gian sẽ không quay trở lại. Thứ bảy, đừng đợi đến khi có chức vị rồi mới nỗ lực làm việc. Có người, cả đời luôn cứ chờ đợi công việc như ý đến, rồi mới nỗ lực làm việc.
đợi đến bạc đầu mới hối hận vì sự cố chấp của mình. Bởi vì thế giới thật sự rất phong phú, chỉ cần bạn chịu cố gắng thì đâu đâu cũng có công việc vừa ý bạn. Cuộc đời không có kiểu mẫu cố định, mọi thứ đều nằm ở cách mà bạn muốn tạo ra. Thứ 8. Đừng đợi đến khi thất bại mới nhớ đến lời khuyên của người khác. Thuốc đắng thì giã tật, sự thật thì mất lòng. Người ta luôn thích nghe những lời nịnh nọt, lọt tai mà bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của người khác. Thường thì người quân tử hay nói lời ngay thẳng, can ngăn. Còn ai mà A-dua tâng bốc thì chính là kẻ tiểu nhân nịnh bợ, chuyên tìm cách đoán ý và dùng lời nói để lấy lòng người khác. Vì vậy, cần chú ý lắng nghe cả những lời khuyên không lọt tai của người khác. Có thể đó mới là điều tốt nhất cho bạn. Đừng để lúc xa cờ vấp ngã rồi mới nhận ra sai lầm. Thứ 9. Đừng đợi gia tài dư giả rồi mới chuẩn bị cho đi. Tặng hoa cho người, tay ta sẽ lưu lại dư hương. Cho đi và xem việc giúp đỡ người khác là niềm vui, chính là mỹ đức của đời người. Một số người cho rằng phải có điều kiện, có tiền bạc mới có thể giúp đỡ người khác, mới có thể cho đi. Nhưng kỳ thực, ngay cả khi chúng ta không có những thứ vật chất ấy, chúng ta vẫn có thể cho đi một cách rất ý nghĩa và hữu ích. Đôi khi chỉ cần một lời nói động viên khích lệ, một cái nhìn hay một nụ cười ấm áp là chúng ta đã có thể chuyển một người buồn thành một người vui vẻ. Thậm chí chỉ bằng những cử chỉ nhỏ ấy, chúng ta đã có thể cảm hóa được một người ác thành một người lương thiện hơn. Hãy cứ cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Và điều thứ 10, đừng chờ khi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Đừng nghĩ phải đi làm xa, kiếm nhiều tiền và mua cho cha mẹ nhà cao cửa rộng, quần áo đầy đủ, thức ăn ê hề mới là báo hiếu. Sự có mặt của đứa con là niềm vui mà cha mẹ chờ mong nhất. Vì thế, đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ, vì họ không đợi được bạn đâu. Bách thiện hiếu vi tiên. Trong trăm cái thiện thì hiếu thảo là việc tốt đẹp nhất, cái gốc của sự lương thiện nằm ở chữ hiếu. Hiếu Kinh viết rằng, hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất và là đạo hạnh của con người. Hiếu là lẽ thường của thiên đạo xoay chuyển, là cái lý của đất nâng đỡ vạn vật, là đức hạnh mà con người nhất định phải thực hành. Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Lời dạy ấy đã nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của tâm hiếu, hạnh hiếu trên bước đường tu tập. Nhưng thực hiện tâm hiếu, hạnh hiếu như thế nào cho chúng chánh pháp để cha mẹ và ta đều được lợi lạc? Khi cha mẹ còn tại thế, chúng ta săn sóc, cung phụng đầy đủ những nhu cầu vật chất trong cuộc sống thường nhật. Bên cạnh những việc chăm sóc về tiện nghi vật chất, tình yêu thương, lo lắng xuất phát từ đáy lòng của người con hiếu thảo mới thực sự là ngọn lửa sưởi ấm lòng cha mẹ, làm cho cha mẹ an vui trong những ngày tháng còn lại. Vì thực tế, có những gia đình giàu có, cha mẹ nào có thiếu đồ ăn thức uống, nhưng các cụ hòa cơm chan với nước mắt, nuốt buồn phiền đắng cay hàng ngày. Món ngon vật lạ kèm theo tình cảm lạnh nhạt hắt hủi của đứa con bất hiếu. Có lẽ nếu đánh đổi lấy cuộc sống đạm bạc nhưng tràn đầy tình thương hiếu thảo thì bất cứ ai cũng sẵn sàng. Chúng ta cũng từng thấy không ít gia đình khó khăn vật chất mà cuộc sống đơn sơ của họ vẫn ấm áp tình người. Rực sáng hạnh phúc là nhờ ở lòng hiếu thảo và việc làm hiếu thuận của con cái dành trọn vẹn cho cha mẹ, ông bà. Trong khi cha mẹ còn sống trên dương thế thì nhiều người con không biết quý trọng quãng thời gian ngắn ngủi được gần mẹ, gần cha để phụng dưỡng, tri ân báo hiếu, làm mẹ cha vui. Đến khi cha mẹ mất đi rồi mới lo cúng lễ với mâm cao cỗ đầy, mới khóc lóc cảm thương, như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Đừng để quá muộn rồi mới ân hận, hối tiếc.